Em cứ học quẹt đi. Mình lấy em hai con luôn mà, có lấy ba con này lúc này. Ba con rồi. Bữa lụm con kìa, hỏi anh để đâu. Rồi đến sáng anh qua mới hỏi chứ gì. Để lưỡi bánh luôn được hả? Yếu không? Sơn. Lưỡi được bánh yếu hay sao? Đúng rồi nè, thay lưỡi này nè. Người ta vô tay cái một quá, ai đâu nhiêu tận tiếng rồi vậy. Ở nhà không chuẩn bị mới lên đây bắt đầu mới đăng. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. Tao đang dính cá mày hỏi luôn tụng con chi mày. Không lấy cái kẹp ra. Đi câu đi. Má chưa thấy được con mồi, không có dám quay. Không có dám cường. Cá mập ghê. Cá chẽm. Đi câu đi, giờ này nó ăn mà không câu. Còn một con nằm đây nè Huy ơi. Em coi hồi bắt con này lên còn con nằm đây nè. Má nó chạy ra ngoài kìa. Má cá khỏe ghê, cá đúng kiểu giống cá biển á. Khỏe ghê luôn á. Con này nó thấy rồi bự rõ đẳng, con này nó từ trên 5 kg. Cắt bú. Tôi chưa thấy con mồi, tối quá không thấy con mồi nằm đâu. Giật chứ. Đánh giật chứ. Mồi ở dưới. À, khỏe ghê, đúng cá ngoài biển. Kẹp đi Sơn ơi. Đã kẹp giùm anh Sơn ơi. Chứ không có kéo lên được, nó còn khỏe quá. Cá chắc cũng 3-4 kg anh. 3-4 kg à. Ú là trời. Xuống được không ta? Xuống đi. Cứng ngắc à. Ú là trời, nó lâu. Lâu gì mà không kiếm bóp. Ừ. Ồ, nó dậy. Đây, 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 đây. Qua đây nè bóp.
coi chừng cần mà cần cần là đứng để dừng lên trên, đừng có để xuống dưới đó. Có cái động đặc á. Thôi, nó bị ngược sáng rồi. Được không? Ngược sáng hả? Nghe bự dở. Này 5-6 kg chứ. Đây. Để tao tao bưng nó lên kìa. Lên bưng nó lên. Có cái cần ở đây mà cứ hỏi làm gì. Được không? Đẹp không? Đẹp không? Xong đưa xác luôn thôi. Bây giờ chụp con mồi giùm anh cái Sơn. Chụp ngang ráp cái. Đưa máy đi. Em chụp đâu? Cái này mình bỏ vô rộng hay là có chụp rộng con cá đó em, chụp xác xong chụp rộng con cá đó. Đủ sáng không? Ủa đèn pin để trong kia thôi. Này không để cần lên để dẫm gãy á. Có ai để ý đâu. Còn con dưới á. Dọc dọc đây nè. Dọc dọc ngay đây nè. Nó đi cặp với nhau. Được chưa? Được rồi. Chụp rồi, chụp hai tấm rồi. Chụp full con cá nè. Má bự vậy. Mệt. Có mang kèm đâu? Không. Thôi để mang vô trong. Dính bậy đứng sóc vô tay cái. Dính nè. Vô kìa, dính kìa. Út dính kìa. Chẹm nhỏ hả? Đừng có kéo năng quá, xả cho nó chạy đi em. Kéo năng quá nó đứt á. Trời ơi, thương bớt. Để anh kẹp cho. Nhấc bà lên đi. Nó nhỏ xíu à. Út dính cá luôn Út ơi. Út chụp hình không Út? Cá bự chụp à. Sao hôm nãy chụp con cá bự của anh kìa. Nãy anh vừa thả ra em đây vừa bắt ngay. Bên đó còn một con bự qua đó đã quýnh đi. Cả đó. Ừ, con nó chạy lâu quá trời, cá khỏe. Ấy. Nữa hả?
Wow, mú nữa nè. Quá trời mú. Dính gì hả? Cá hay chà? Cá chà hồi nãy dữ hả? Cá. Cá nì lông. Em dính cá nì lông kìa. Má anh bóp chọi ra cứu em cho dính luôn. Ê, coi chừng nó chạy vòng qua em đúng không? Nó chạy vòng qua dây em rồi. Đúng không? À, vô đây rồi mà. Ồ, con này cũng bự nè. Má mốt bánh con toàn dữ mà. Má gỡ cá mà phải con. Mấy con nó kêu xuống rồi bóp. Hả? Bánh nào bánh này? Dùm lá mà không phải bóp. Ờ. Cái lá này cũng bóp mập nè. Nhấp cái con luôn. Nhấp cái con này cái sơn, con này cảm giác lắm nè. Cái bún vô mặt em giờ anh bóp. Coi chừng xảy ra ngoài, bún sẽ được mà bún. Con này nó bị sao sao, ghẻ ghẻ hay sao đó. Benso hả? Benso 85. 85% vậy á. Ha nuốt dữ trời. Thằng này, thằng ấy nó đang vướng. Để cầm dây sao nãy không đem vô luôn á. Thằng huy cá nó đang vướng, mình không để ý cái nó bợp mình luôn. Mà nó bợp nhẹ nhàng, nó không có táp. Ủa sao không câu Sơn? Nãy giờ em đi gỡ cá nè. Gỡ từ thằng nào nó gỡ đi. Con cây kèm, con cây kẹp. Trời ơi, đầu tư vô. Chứ sao anh đi mà anh không đem? Hả? Anh đi xong anh không đem. Giỡn hoài mày. Kẹp trong này, kẹp này đầy đủ nè. Vô lấy cái kèm đi, vô lấy cái cần đi. Cái cần mà chơi. Đồ này cũng bóp mập chứ. Trời, cá anh câu là phải mập. Mập phải giống anh. Ủa mà Sơn nó mập mà nó câu cá ốm. Rồi mang cái cần ra mày câu đi. Ồ, xước lít đờ hết rồi. Nối lại. Nhồng chỉ có mồi như anh á mới dễ dính nhồng, mà bự bự á. Như mồi giống em nè. Hả? Giống em nè. Mồi gì? Không em con nhật bởi lụm được của ai. Con đó không phải, con đó cũng không có không phải kiểu nhồng nó thích. Nước cạn vậy đánh mồi nổi cho nó táp cho sướng. Tập quấn quen. Em giữ quánh mọi chuyện mà dính cá được rồi. Mề phái. Câu này cá nó giật trên tay đã hơn đúng không? Ui. Tát miệng hả? Ừ. Quay em nè. À, bên đây chạm lá nhiều ghê. Hả? Em đi đâu rồi? Sơn! Mày tự gỡ đi, mày tội nghiệp nó mày. Nó chưa câu gì hết trơn. Nó đang chạy vô mà. Cá ốm nhòm hả? Ừ, tùy con nước, cái chẽm này nó ăn theo con nước. Nước tốt nó ăn nhiều. Heo mi răng ơi. Thử kẹp đi ba. Kẹp đâu? Mà giờ thả xuống đi chứ câu dèo không hả? Câu là thả vô dèo hả? Nửa kìa, dính nửa kìa. Trời ơi.
Vậy. Cho bà ra bà ném nha bà kéo. Để cho nó câu đi, tự gỡ đi. Kèm nó gỡ trời. Kèm nè. Em. Nữa. Mày gỡ cá tra được rồi, mày gỡ. Ô nó táp kìa. Gỡ nó kìa, kìa cho ta. Nè. Đi tới đi, tấn nữa, tấn nữa, tấn nữa, tấn nữa. Cá đang táp kìa cha. Thằng này nữa đây nè. Mày cầm cái đó gãy cần á. À, coi nó táp anh nè, bột nè. Chết câu không? Chớ. Không có đóng đâu, cần đóng đâu. Coi chừng cá bự nha, xả pin ra nha. Đừng cho bà kéo đi, không có cầm vô cái cần làm gì. Cho kéo lôi xuống hồ luôn. Cho hồ nó lôi xuống hồ luôn đi. Trời ơi. Ơi bự ha. Ê giùm lá. Chạy đã không? Cá khỏe ghê không? Chạy lá chạy khỏe ghê luôn đó. Cá khỏe ghê không? Ủa cá nó chạy anh qua sơn, anh qua sơn. Bóp cầm anh lên đó. Đây anh có kẹp đây. Thấy. Qua rồi, sảy rồi. Dính ở ngoài, mép ngoài, rụng mấy cái vảy nè. Múc về ghiền luôn, đòi đi câu hoài luôn à. Có chạy không? Nó dướng. Chạy mà. Có anh lên có dướng anh quánh ra gì hả? Dướng rồi, dướng rồi, dướng rồi. Dướng đúng không? Dướng rồi, dướng rồi, dướng rồi. Thấy chưa? Nó hoành chứ phải em hoành thôi, thúng hồn đi chưa? Dướng. Rồi, mấy con hồn với tôi luôn. Hồn đi chú ý cho em nghe. Cá ăn nó quấn rong á. Hồi nãy anh thấy lẹ nó chạy duỗi cần mà. Lẹ lên hả? Bắt đi. Nè. Bắt cho nó sướng. Ủa nhưng mà nó dướng hả? Dướng rồi dướng. Cá ăn nó chạy dưới rong á, chị rồi nãy không lên á. Nó quấn cái cục rong nó nặng á. Nè quánh anh ơi, anh ơi. Kìa nó kìa không? Đó. Ừ. Ủa nó xảy ra hả? Có đâu còn. Ê. Em ơi, anh quấn qua rồi mưa. Xảy cái gì rồi á? Còn nó chạy vô á. Kìa. Cậu nữa, cái này đi vô vô cái chân con trẻ là bị quấn lộn rồi đó. Lá cá mà chạy qua cái kêu sư đừng quấn ra, đừng quấn chạy quá nữa. Coi bà bổ củi kìa, bà bổ củi có chừng con mồi bay lên đầu á.
Bỏ bổ ghê quá. Gãy cần á, để kéo lết từ từ thôi. Kéo đi, kéo nó có biết đâu nó kêu ơi. Ui trời ơi, cá nó nhiều. Cá nhiều phải luôn á. Ồ đây câu được ha. Cá quá trời cá. Cá nhiêu đây chạy vui rồi. Để sao không? Cái con đó nó đi sâu quá. Nó đi sâu quá mà dễ dính. Con cá con mồi á. Ui trời ơi sậy nè. Mồi bự quá. Hai chị em mới nữa đi câu nha. Nữa nè. Nó mới táp sậy anh. Thấy chưa? Mày từ từ thôi. Rồi. Chị vô cầm chứ nó chứ cười không nè. Trời ơi, nó không cho, nó chửi rồi. Không giữ được chứ. Hả? Dính nữa kìa. Rồi dướng dây rồi. Tiếng nó câu bên đó cá nhỏ nhỏ. Tiếng ơi, đi qua qua đây cho nó, cho cá nhiều nè, cho cá bự nè. Cá quá trời nhiều. Bên kia câu ngầm cũng dính nữa kìa. Ủa đầm này chỉ mở cuối tuần hả sơ? Nhưng mà mình đi ngày nào cũng được. Mình đi mình gọi không còn mãi thôi. Ghê trời. Hai em đánh ngay lỗ hay gì á? Lỗ nó vòng vòng quanh đây với hổ nào nữa. Càng ráp 128 SL. Đó, vậy cho nó lẹ. Bữa nãy giờ có quay không? Có. Đang quay luôn á hả? Ừ. Đánh cảm giác là đánh tự nhả đi đỡ hơi gỡ mệt quá, nãy giờ không không gỡ đuối luôn á. Cá nhiều ghê. Cái đầm này mà đưa swim bait xuống đánh sướng. Để lấy vô lấy 148 ra đánh rồi. Sợ quăng tới lỗ. Tới lỗ. Sảy rồi. À còn Sơn đang đi lọn. Ừ.
đỡ cần. Hai thằng kéo hai con. Con này nó đâm vô bờ luôn nè. Tiếng hôm nay bào dữ mày. Hả? Ừ, máng trên lưng. Tiếng hôm nay bào dữ mày. Phê sướng sướng rồi gì. Cá nhỏ của nó hút không vô dòng hồng á. Tán trên lưng trên đồ mà. Ồ, hay ta. Bự, xả rắc ra đừng có cho nó xả rồi, xả rồi. Hết hồn luôn á, tám cây bò luôn á bóp. Ừ. Cá bự á, con đó 4 kg á. Đừng có cần, không có cần phải nạy dữ đâu, mà cứ cong cần cho nó chạy yếu rồi kéo thôi. Má hết hồn luôn á. Con này kéo lâu á. Cá bự. Mà lờ nữa chứ. Sơn dính cá 5 kg nè. Lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Chưa đâu mày. Nào mày lên cá đi rồi hẳn tính. Mấy cái tướng đứng này cá kìa, nhìn quả chè không kìa. Nhìn... đẹp hả anh trái? Đẹp. Bự 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 bự. 3 lưỡi luôn, khỏi chạy. Chạy con. Cá bự nó nằm sát sát bờ. Nó 8 cây bò luôn á. Cá bự nó nằm sát sát bờ đây nè. Bự không sao? Bự 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 bự. Đứng đó đi ba. Đi đâu nữa? Chỗ nào cũng có cá hết á. Ném đi. Đẹp không? Ừ. Này đi. Đừng có dùng dây kéo, cái động tác kéo là cái cần nó phải theo cái con cá. Mày mấy 20 kg luôn á. Thầy mà. Thầy của Sơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thầy mà. Rồi. Đầu lao với lao. À, nãy anh kéo cũng làm em đó, giờ trả thù được không? Nãy anh cũng vậy chứ ai. Con này cũng được à. Con này cũng được. 4 kg á. Con này cũng 1.5 kg á. Nó 4, 4 kg thôi, 4 kg. Nó tát ngay chân rồi. Thôi xong rồi đó. Bây giờ tên cắn máy vô tên câu tiếp. Ý cái gì vậy? Chọt vô mắt mày. Kẹp đâu? Tụt kẹp ra leo xuống. Kéo kéo nó kè cái mỏ lên trên bờ á. Ngay đây nè, ngay đây nè. Kéo vô bờ xong rồi lấy kìm gỡ luôn. Không, em muốn chụp hình con này. Ê, cái con lươn của em hồi nãy kìa. Ờ, con đó đó. Không phải, cái nó ăn cái con lươn của em hay gì kìa. Có đâu, nó ăn con của em. Cái họng ở dưới kìa. Có đâu, nó không ăn 2 lần. Nó không ăn 2 lần đâu. Kìa, trong họng kìa, kìa. Không, chạy, nó bị chảy máu, nó bị tét quá. Cái kẹp có đâu đó đó. Lá kéo đừng cho nhai cái con nãy mình đứt đi. Đục cái họng. Bự. 4 kg á. Trời giỡn hoài mày. Sao mà bằng con anh được? Đúng rồi, đúng rồi, như trong miệng nó có con mồi vậy. Nó có cái gì đỏ đỏ trong đó kìa đó. Có đâu, nó bị ghẻ. À, con này nó bị ghẻ, nó xuất cái nó bị câu. Nó câu. Em đừng có kéo năng nữa. Bung ra cho thằng kia cầm lít đờ, cầm kéo giống như cá tra. Giữ mồi lại. Lên tiếng ơi. Lên nó sậy, nó bung vô mặt. Con này 3 kg à. Cân không? Đúng 3 kg không?
3 kg rưỡi. Ừ. Nhìn cá là nhắm được liền. Chụp cho em tấm hình đi. Lấy điện thoại cho, điện thoại em đâu? Điện thoại em sạc pin rồi. Tiến. Nè, chụp cho nó tấm hình. Em đâu biết chụp hình đâu. Đây. Chụp hình mà cũng biết mày xào xạo, mà đang ghiền cá. Dở cần lên hợp tác đi em. Làm gì có ta hợp tác nữa chứ. Cái cháy em anh ơi. Cái cháy nhiều á. Cái cháy nhiều á. Để sang ai. Giờ lo dò mấy cái lỗ sâu đi, tí nữa nước nóng là nó xuống mấy cái lỗ sâu hết. Trời. Chạy. Cá nó chạy đụng dây. Anh biết lo nó là sao chưa? Cá nhỏ bắt đại tiếng ư. Đó. Vô hàng. Trời, xong luôn. Xong luôn. Xảy luôn. Con nó cũng nhỏ à. Đó, nó táp cá đối nhảy kìa. Ghê. Chém đây siêu khỏe luôn. Dậy xuống con. Thank you.
still I'm buried in my grave. Through the system I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me bitch, nah, I don't complain. Just gotta focus on what I'm going to obtain. Whoa, 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 buồn lắm, trong đất thì nói gì nữa. Thì bác ngồi ăn luôn, bác ngồi chơi bác. Cái này cũng thiếu nãy luôn. Đó. Thu, có dừa muối. Mũ trân châu. Lên chụp hình. Lạc tài ghép. Sơn. Sơn đầu búa. Đẹp không? Chạy muốn bình mà làm cái ghê, quay clip cho em. Ủng hộ em quá Tiến ơi. Để em nấu mập. Chúc mừng em nha. Không, mà đất nãy chạy ghê chứ. Kẹp rồi rút, rút không, ngồi đó gỡ luôn. Nó móc trên mỏ thôi.